Báo Thái Lan ngả mũ thừa nhận đội tuyển Việt Nam số 1 Đông Nam Á. Tờ CM Sport đã thừa nhận đội tuyển Việt Nam xứng đáng ở vị trí số 1 Đông Nam Á thời điểm này. Họ cho rằng đội tuyển Thái Lan cần phải học hỏi đại kình địch và nhanh chóng đứng dậy sau thất bại. Dù không lên ngôi vô địch Kings Cup, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn chứng minh được vị thế của mình khi cầm hòa đội bóng được đánh giá cao hơn là Curacao trong 90 phút. Chứng kiến màn trình diễn thuyết phục của đội tuyển Việt Nam, tờ CM Sport đã có lời khen thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo với bài viết Tiếng vọng từ Việt Nam. Vô địch hay không, không phải ý nghĩa quá lớn. Đội tuyển Việt Nam cho thấy họ hơn hẳn Thái Lan ở thời điểm này. Tác giả mở đầu bài viết. Sau đó tác giả nói về hành trình diệu kỳ của các đội tuyển Việt Nam kể từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo nhậm chức. Những thành công đáng chú ý như việc giành ngôi Á quân, giải U23 châu Á, lọt vào bán kết ASEAN 2018, vô địch AFF Cup 2018 hay vào giải tứ kết Asian Cup 2019 của các đội U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam đều được tác giả đề cập trong bài viết này. Tác giả đã chốt lại, huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam đã trải qua hành trình kỳ diệu trong vòng 16 tháng. Do đó không phải ngẫu nhiên đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan ngay trên sân Chang Arena. Việc giành chiến thắng trước Curacao hay không, điều đó không quá quan trọng. Chỉ có điều đáng chú ý là đội tuyển Việt Nam cho thấy họ xứng đáng với ngôi vị số 1 Đông Nam Á thời điểm này. Thành công của tuyển Việt Nam chính là thông điệp mạnh mẽ tới Thái Lan. Tôi hiểu được cảm giác của đội tuyển Thái Lan lúc này. Dù vậy, trong bóng đá, bạn phải trải qua đầy đủ cung bậc cảm xúc, từ thắng, thua, vinh quang, thất bại. Điều quan trọng phải học cách đứng dậy sau thất bại, làm thế nào đối diện với thất bại và làm thế nào để trở lại giành chiến thắng. Thành công của bóng đá Việt Nam là điều đáng học hỏi với người Thái. Cuối cùng, tác giả chỉ ra những nguyên nhân giúp tuyển Việt Nam thành công, có thể kể ra như các câu lạc bộ Việt Nam chú trọng công tác đào tạo trẻ và tạo cơ hội cho họ ra sân ở V-League. Tài năng của huấn luyện viên Park Hang-seo, thể lực của tuyển Việt Nam được cải thiện, các tuyển thủ khát khao cống hiến cho đội tuyển. Và báo Thái Lan đã chỉ ra nguyên nhân thành công của đội tuyển Việt Nam. Sau kết thúc Kings Cup 2019, đội tuyển Việt Nam nhận được sự khen ngợi từ truyền thông châu Á. Tờ CM Sport đã chỉ ra nguyên nhân thành công của đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo, trái ngược với nỗi thất vọng mà người Thái Lan mang lại. Đội tuyển Việt Nam kết thúc Kings Cup 2019 với vị trí Á quân, chỉ thua Curacao 4-5 trên chấm luân lưu. Trước đó, đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo thắng Thái Lan 1-0 nhờ bàn thắng của Anh Đức. Thành công của bóng đá Việt Nam càng làm người Thái trở nên đau đớn. Đội tuyển Thái Lan đứng cuối cùng ở King Cup sau khi thua cả hai trận đấu đều với tỷ số 0-1 trước Việt Nam và Ấn Độ. Hôm ngày 9 tháng 6, tờ CM Sport có bài viết phân tích về những lý do thành công của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua. Tác giả bài báo khẳng định rằng, sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong 5 năm qua được coi là tiến bộ đáng kể. Mặc dù ở châu lục những ngôi sao vàng chưa thể vô địch, nhưng chúng ta đã thấy sự phát triển của họ ở tất cả các cấp. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, từ U23, Olympic cho đến đội tuyển quốc gia đều thành công rực rỡ. Đó không phải là chuyện xảy ra trong một đêm, tất cả là do sự đầu tư nghiêm túc của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Họ dự định làm việc trong 3 giai đoạn. Tờ báo này đưa ra 3 mốc dẫn đến thành công của bóng đá Việt Nam. Thứ nhất, kế hoạch ngắn hạn, tập trung vào hiệu suất của đội tuyển quốc gia, tạo cơ hội thăng tiến trên bảng xếp hạng bằng cách tổ chức các giải bóng đá, các chương trình khác nhau của châu lục. Bên cạnh đó là giữ niềm tin từ người hâm mộ, truyền cảm hứng cho trẻ em, phấn đấu trở thành tuyển thủ quốc gia. Ở cấp độ trẻ, tập trung vào việc vượt qua vòng loại cuối cùng của châu Á để tích lũy kinh nghiệm cũng như tạo sự phát triển cho cầu thủ. Thứ hai là kế hoạch trung hạn, tăng cường chất lượng đội ngũ huấn luyện viên để tạo ra các lứa cầu thủ kế cận có tiềm năng. Ở mỗi đội tuyển sẽ có các cựu tuyển thủ có kiến thức để làm việc với huấn luyện viên để truyền đạt kinh nghiệm và xây dựng triết lý bóng đá sâu sát. Thứ ba là kế hoạch dài hạn. VFF bắt đầu thuê phù thủy trắng Philippe Chaussier, huấn luyện viên hàng đầu của Pháp để quản lý quy hoạch phát triển bóng đá Việt Nam một cách nghiêm túc. Ông làm việc toàn thời gian xây dựng dự án đội tuyển quốc gia trong 8 năm với kế hoạch cụ thể phát triển cầu thủ. Ngoài việc thuê Chaussier, VFF cùng với khu vực tư nhân tạo ra một trung tâm đào tạo bóng đá tuyệt vời tại Hà Nội có tên Quỹ Đầu tư Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam PVF. Trong tương lai gần, phía Việt Nam chuẩn bị xây dựng một trung tâm đào tạo khác có cùng đặc điểm được tích hợp đầy đủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu lớn nhất của họ là tham dự World Cup 2030. Thất bại ở Kings Cup, bóng đá Thái Lan rơi vào khủng hoảng. Không chỉ liên tiếp thua các tuyển Việt Nam, bóng đá Thái Lan hai lần liên tiếp thua Ấn Độ chỉ trong vòng ít tháng ngắn ngủi. Đấy là thực tế cho thấy bóng đá đất chùa vàng đang có những trục trặc. Hai lần liên tiếp thua Ấn Độ nên bóng đá chưa bao giờ được xem là mạnh hơn bóng đá Thái Lan, liên tục xếp sau các tuyển Việt Nam về mặt thành tích ở các giải từ khu vực đến châu lục. Liên tiếp gây thất vọng trên đấu trường quốc tế, bóng đá Thái Lan không muốn nhận ra rằng họ sa sút cũng không được.
Đội tuyển bóng đá đất Chùa Vàng từ cấp độ đội tuyển quốc gia cho đến cấp độ U23 đều liên tục thay huấn luyện viên, nhưng cứ thất bại. Đấy là chi tiết khiến người hâm mộ bóng đá Thái Lan đòi hỏi phải có trách nhiệm từ những người phụ trách cao hơn, chứ không đơn thuần chỉ là những người làm chuyên môn. Trong số này, chủ tịch đương nhiệm của Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT, ông Somiop Pompumuang, được cho là một trong những nhân vật khiến bóng đá Thái Lan sa sút. Sai lầm đầu tiên của ông Simios là sai lầm trong việc sử dụng nhân sự. Không lâu sau khi ông này ngồi vào ghế chủ tịch FAT, cách đây ít năm, ông tạo sức ép rất lớn, buộc huấn luyện viên Kiatisak từ chức khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng tuyển Thái Lan. Nhưng kể từ thời điểm Kiatisak rút lui, thành tích đội tuyển Thái tuột dốc không phanh. Lần lượt các huấn luyện viên Milovan Georgievac rồi Sirisak Yudiathai thế chỗ, nhưng họ liên tiếp thất bại. Từ chỗ nhà đương kim vô địch Đông Nam Á, Thái Lan bị Malaysia loại sớm sau bán kết. Từ chỗ hơn mọi nền bóng đá còn lại của khu vực, Thái Lan giờ thua cả tuyển Việt Nam. Từ chỗ đầy tham vọng gia nhập trình độ châu Á, bóng đá Thái Lan giờ thậm chí còn không bằng Ấn Độ, nên bóng đá không hề mạnh, thuộc khu vực Nam Á, cũng bị tính là vùng trũng của làng túc cầu. Không chỉ ở cấp độ đội tuyển quốc gia, cấp độ đội tuyển U23, thành tích của bóng đá Thái Lan cũng không ổn định. Họ thất bại ở vòng chung kết U23 châu Á, ASEAN 2018, giải đấu mà Thái Lan tham dự với tư cách đương kim đệ tứ anh hào. Và hiện tại, khả năng bảo vệ bộ huy chương vàng nội dung bóng đá nam của U23 Thái Lan cũng bị đe dọa bởi U23 Việt Nam trước thềm SEA Games lần thứ 30 vào cuối năm nay. Rồi cũng giống như ở cấp độ tuyển quốc gia, ở cấp độ tuyển U23, huấn luyện viên Goragut Srimaka liên tục bị nâng lên đặt xuống bởi sự đồng đảnh của những người quản lý bóng đá Thái Lan. Họ có thể cho ông Goragut nghỉ bất cứ lúc nào, nhường chỗ cho các huấn luyện viên ngoại. Nhưng đến khi huấn luyện viên ngoại thất bại, họ nhờ đến ông Goragut cho vị trí huấn luyện viên tạm quyền. Sai lầm đấy của bóng đá Thái Lan dĩ nhiên không phải đến từ những nhà chuyên môn, mà đến từ cấp quản lý, với chủ tịch FAT Semiot Pompumuang là nhân vật bị chỉ trích nhiều nhất. Việc thiếu tôn trọng với những người làm chuyên môn khiến khâu chuyên môn và thành tích của bóng đá Thái Lan không ổn định. Và cũng vì cách làm việc của mình mà bây giờ các huấn luyện viên danh tiếng từ châu Âu chê tuyển Thái Lan vì nhìn thấy khoảng cách lớn giữa năng lực thực của đội bóng đất Chùa Vàng với tham vọng quá lớn của FAT. Còn các huấn luyện viên trong nước cũng không mặn mà với ghế huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan sau những gì xảy ra với đồng nghiệp Kiatisak. Và các bạn thân mến, bản tin kênh Tin Mới Bóng Đá của chúng tôi đến đây là hết. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các chương trình thể thao trong nước và quốc tế mới nhất trong các video sau. Các bạn hãy đăng ký kênh, nhận thông báo ngay khi có video mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại!精神病儿。
Huấn luyện viên Park Hang-seo phát biểu như sét muối vào lòng người Thái. Chia sẻ với báo giới sau trận đấu tại King Cup diễn ra tối ngày 5 tháng 6, huấn luyện viên Park Hang-seo vui mừng khi đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan nhờ bàn thắng ở phút thứ 94. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói, chúng tôi đã cố gắng hết sức để thắng trận trên sân Thái Lan. King Cup là giải đấu uy tín và lâu đời, nên việc thắng Thái Lan là điều rất tự hào. Bản thân tôi và các cầu thủ khá căng thẳng, nhưng với quyết tâm cao, thắng ở những giây phút cuối cùng, tôi cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực thi đấu. Tôi đang là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Không phải chúng tôi thắng Thái Lan là mang tới ý nghĩa đặc biệt cho Việt Nam. Ý ông thầy người Hàn Quốc coi việc thắng Thái Lan là một chuyện hết sức bình thường. Ông cho biết thêm, đối thủ nào chúng tôi cũng phải nỗ lực hết sức thắng bằng cách phát huy tinh thần Việt Nam, đoàn kết và tìm cách tiến tới, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đánh giá cao tiền vệ Tuấn Anh trong lần đầu tiên được tập trung trở lại và thể hiện phong độ khá tốt, đó là cầu thủ tài năng. Trận hôm nay đã chứng minh khả năng của Tuấn Anh, đó sẽ là tài nguyên nhân lực cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận xét về tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai. Trước câu hỏi đội tuyển Việt Nam là số 1 Đông Nam Á, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ, năm ngoái chúng tôi vô địch AFF Cup, bây giờ tôi nói thật, chúng tôi vẫn là nhà vô địch cho tới khi giải đấu tổ chức trong năm tới. Chúng tôi là nhà vô địch nhưng để giữ được thành tích này, các cầu thủ phải nỗ lực hơn nữa. Đội tuyển Việt Nam chưa có sự ổn định cao, Thái Lan vẫn là đội mạnh trong thời gian tới. Tôi tin hai bên sẽ cạnh tranh để bóng đá Việt Nam và Thái Lan cùng phát triển. Get down! Get down! Get down!
hiểu sao lẩu Thái. Thế này hiện tại bây giờ đang là 9:47 rồi. Không biết là các quán lẩu Thái còn mở không? Phải về cho bây giờ. Về nhà chị Ngọc nếu mà có chị gửi cho. Tuyệt vời quá mọi người ạ.